Tôi vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, với trẻ nhỏ do sức đề kháng còn kém, khả năng thích nghi với môi trường không cao, nên khi thời tiết thay đổi, trẻ rất dễ mắc bệnh, nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp, trong đó là bệnh viêm đường hô hấp trên. Các chuyên gia về hô hấp nhi khoa cho biết, thời điểm giao mùa hay thời điểm trẻ đi học là những lúc trẻ rất dễ mắc bệnh này. Đáng lưu ý là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 đang làm cho cả thế giới lo ngại, thì việc chăm sóc và bảo vệ trẻ là điều bố mẹ cần quan tâm hơn. Viêm đường hô hấp trên là bệnh lý phổ biến ở trẻ. Viêm đường hô hấp trên là bệnh lý phổ biến mà trẻ nào cũng sẽ mắc một vài lần trong năm. Đây là tình trạng nhiễm trùng cấp tính đường hô hấp trên do ảnh hưởng của các virus và vi khuẩn gây bệnh. Bệnh dễ mắc và tái diễn nhiều lần. Đường hô hấp trên gồm mũi, hầu, họng, xoang và thanh quản. Đây là cơ quan ngoài cùng tiếp xúc với không khí nên dễ chịu sự ảnh hưởng từ môi trường như bụi bặm, các loại virus, vi khuẩn, nấm mốc, hơi độc. Khi các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào các bộ phận của đường hô hấp sẽ làm xuất hiện các triệu chứng như hắt hơi, chảy nước mũi, ho. Bệnh viêm đường hô hấp trên ở trẻ dễ điều trị nhưng dễ tái phát. Cũng theo các chuyên gia về hô hấp nhi, bệnh viêm đường hô hấp trên ở trẻ dễ điều trị nhưng lại rất dễ tái phát. Bệnh này thường được nhận biết với một số dấu hiệu điển hình như là sốt nhẹ khoảng 38,5 độ C, kèm theo đó là ho, chảy mũi, nghẹt mũi, ho, khàn tiếng, đau họng, chán ăn. Bệnh viêm đường hô hấp trên đa phần là bệnh tự khỏi. Vì là bệnh tự khỏi nên nhiều mẹ cũng khá chủ quan không điều trị sớm cho con, do đó để lại những biến chứng nặng nề cho trẻ như chuyển sang viêm mũi, viêm họng, viêm amidan, viêm xoang, viêm thanh quản, viêm tai giữa. Các chuyên gia khuyến cáo 70-80% nguyên nhân bệnh là do virus, đôi khi chỉ vệ sinh mũi họng tốt, dinh dưỡng tốt là đã khỏi bệnh. Những biện pháp đơn giản để đảm bảo cửa ngõ hô hấp cho trẻ. Các chuyên gia y tế cho rằng phòng bệnh tiên phát hơn thứ phát, dự phòng chính là cách để làm cho đứa trẻ không bị bệnh. Ngay cả khi không phải sống trong đại dịch thì hệ hô hấp trên của trẻ cũng cần phải được bảo vệ để tránh cho trẻ ốm vặt. Vì thế, theo các bác sĩ chuyên khoa hô hấp nhi, biện pháp cha mẹ cần làm là giữ vệ sinh cơ thể cho trẻ sạch sẽ, giữ ấm cơ thể cho trẻ khi trời lạnh, nhất là ở vùng họng và chân tay. Cho trẻ ăn thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, dễ tiêu, dễ nuốt. Nên cho trẻ ăn thức ăn và đồ uống ấm, giúp dễ tiêu và làm dịu niêm mạc họng. Bổ sung thêm cho trẻ vitamin và khoáng chất, đồng thời khuyến khích trẻ vận động và tập thể thao để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Đảm bảo không khí trong phòng trẻ phải khô, thoáng, không cho trẻ tiếp xúc với khói bụi, phấn hoa bay hay thuốc lá. Thực hiện tiêm chủng đầy đủ, cách ly trẻ khi trẻ mắc các bệnh viêm hô hấp cấp để hạn chế bệnh lây. Vệ sinh mũi họng cho trẻ rất quan trọng. Vệ sinh mũi cho trẻ hàng ngày. Cha mẹ có thể xịt cho trẻ bằng xịt mũi chứa Carrageenan. Đây là hoạt chất chiết xuất từ tàu đỏ đã được chứng minh có tác dụng kháng virus phổ rộng, tiêu diệt các loại virus gây cảm cúm. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng xịt mũi chứa Carrageenan sẽ diệt được nhiều loại virus gây cảm lạnh, cảm cúm và cúm H1N1, human coronavirus và nhiều loại khác. Việc vệ sinh mũi hàng ngày bằng xịt mũi là để trả lại độ nhớt cho thảm nhầy và có thể diệt trừ virus gây cảm lạnh, cúm. Vệ sinh răng miệng cho trẻ. Ngoài vệ sinh mũi hàng ngày, cha mẹ cũng cho con vệ sinh răng miệng và hướng dẫn con súc họng. Súc họng bằng thuốc súc họng có chứa súc họng bằng dung dịch sát khuẩn chứa hoạt chất povidone iốt. Hoạt chất povidone iốt có trong dung dịch sát khuẩn betadine sẽ có tác động trực tiếp lên các tác nhân vi sinh gây bệnh bám trên bề mặt niêm mạc họng, bao gồm cả virus, vi khuẩn và vi nấm, giúp phòng ngừa viêm họng hiệu quả. Việc làm này giúp răng miệng, họng sạch sẽ, tránh bội nhiễm nấm hoặc các vi khuẩn khác. Tuyệt đối không sử dụng thuốc nhỏ mũi có chứa thành phần corticoid để điều trị viêm mũi nếu không có sự chỉ định từ chuyên gia y tế. Quý vị và các bạn thân mến, uống rượu bia có ảnh hưởng như thế nào đến hệ miễn dịch? Đó là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.